Và trước khi mà các bạn xem video này của mình thì cho mình xin phép vài giây để có thể quảng cáo cái shop bé nhỏ của mình nhé. Thì hiện tại thì bên mình bán tất cả các loại thức ăn cho hamster cũng như là vật dụng nè, lóc chuồng nè, đó, và lồng các kiểu luôn. Đó thì mà các bạn nào mà cần mua thức ăn hay là đồ chơi cho hamster thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là vào cái đường link ở phía dưới. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả nha. Và các bạn cứ inbox phía dưới đi thì mình sẽ gửi hình và báo giá cho các bạn luôn. Đó, và các bạn nào cần mua thì có thể ủng hộ mình để mình có thêm một tí chi phí để mà làm video này cho các bạn xem nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Đây, thì hôm nay như các bạn đã thấy nè, mình chuẩn bị rất là nhiều đồ nè, rất là nhiều đồ chơi luôn nha. Đó, và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là trang trí cái lồng hamster nha các bạn. Ở dưới này thì mình có chuẩn bị một cái lồng đại nè các bạn. Đó, mẫu này thì bên mình mới về được vài cái. Đó, thì một tí nữa mình gáp xong rồi mình sẽ review cho các bạn luôn. Đó, đây là chén ăn đồ của nó nè, đấy. Queo đồ, mùng cưa, thức ăn đồ các kiểu. Đấy, thì hôm nay mình sẽ trang trí cái lồng này cho nó đầy đủ nhất và theo kiểu là hiện đại nha các bạn. Là tất cả đều là đồ bằng nhựa nha. Bằng nhựa với lại bằng mica đồ, bằng sứ đồ. Đó, chứ mình không có trang trí bằng gỗ, có đồ gỗ trong đây. Đấy, và các bạn thấy nếu như thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để mình có thể làm ra nhiều video này cho các bạn xem nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái video này cho các bạn xem nha. Ok, và trước khi trang trí cái lồng này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái lồng đại này cho các bạn xem nha. Đấy, thì các bạn để mình review cho các bạn nào cần mua thì có thể liên hệ với mình. Đây là lưới của nó nè các bạn. Đây, lưới của nó thì mình thấy là nó sơn rất khá là chắc chắn các bạn. Đó, nó cũng sơn như mấy chiếc lồng kia thôi. Đó, nhưng mà mình thấy lưới của nó to hơn những chiếc lồng nhỏ kia. Đấy, ok, còn đây là cửa nè. Bên trong thì nó sẽ cho mình một chén ăn lớn như thế này và một chiếc bình nước bi nhỏ như thế này nha các bạn. Thì các bạn nào mà nuôi nhiều thì các bạn có thể thay bình nước lớn hơn. Đấy, chén ăn thì mình có thể để ở dưới như thế này. Đó, chén ăn này rất là to, các bạn nuôi bia đồ để đồ ăn cho nó ăn thoải mái luôn. Đây là cái đế của nó, khá là rộng. Đấy, bình nước đó. Và đây là chiếc cửa. Cửa của nó thì bề dài là khoảng một gang tay của mình nha. Đấy, và các bạn có thể thò tay vô đây để vệ sinh đồ thoải mái, để đồ chơi đồ các kiểu rất là thoải mái luôn. Và cửa thì nó có thể đóng mở như thế này. Đấy, và đây thì nó có một cái ổ khóa nha các bạn, một cái chốt khóa chứ. Đó, các bạn cứ việc đẩy sát vào là nó sẽ tự khóa lại luôn. Đó, và nó sẽ rất là chắc chắn, cho nên là hamster nó sẽ không có chui ra được. Đặc biệt là mấy con bia thì nó hay trốn các bạn, cho nên là nó rất là khó trốn ra khỏi cái lồng này. Đấy, đây là xung quanh chiếc lồng. Đó, khá là to. Trên này thì nó sẽ có một cái quai xách như thế này. Đấy, các bạn có thể xách lên và đem đi đâu cũng được. Đó, ok, thì đây là tổng quan cái lồng của mình. Đó, cái lồng lớn của mình. Đó, rồi bây giờ mình sẽ
lấy cái lồng này và trang trí thêm cho nó một vài dụng cụ nữa nha. We'll be right back.
Thank you.